Xin chào tất cả các bạn. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn các bước như sau. Bước thứ nhất là sẽ hướng dẫn các bạn cách nhập tọa độ XIH vào máy toàn trạc điện tử. Bước thứ hai sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập trạm máy, thiết lập điểm định hướng và thiết lập để đo vẽ tọa độ XIH. Và bước thứ ba mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển điểm từ bản vẽ ra thực địa. Thì chúng ta đi bước thứ nhất, đầu tiên chúng ta vào menu. Chúng ta nhấn vào F1 để đặt tên file. Chúng ta nhấn vào F1 để đặt cái file mới. Chúng ta nhấn Enter để chấp nhận. Chúng ta nhấn ESC để thoát ra ngoài. Chúng ta nhấn vào F3. Chúng ta nhấn vào F4 để lật trang. Chúng ta nhấn vào F1 để nhập điểm tọa độ. Chúng ta nhấn vào lít F2 để chọn cái file mình vừa đặt. Chúng ta nhấn Enter. Đây, chúng ta sẽ nhấn vào F1 để đặt tên điểm. Các bạn nên đặt tên điểm có số thứ tự được đi kèm đằng sau để nó tự động nó nhảy lên. Đây mình sẽ đặt là A1. Enter để chấp nhận. Nhấn vào F1 để nhập tọa độ X. Nhấn Enter để chấp nhận. Nhấn F1 để nhập tọa độ Y. Nhấn Enter. Nhấn F1 để nhập tọa độ cao H. Nhấn Enter để chấp nhận. Thì ở đây máy sẽ tự động nhảy lên điểm A2. Chúng ta nhấn Enter. Nhấn F1 để nhập tọa độ X. Nhấn Enter để chấp nhận. F1 để nhập tọa độ Y. Nhấn Enter chấp nhận. Nhấn Input F1 để nhập độ cao. Nhấn Enter chấp nhận. Ở đây máy sẽ tự động nhảy sang điểm A3. Chúng ta nhấn Enter. Nhấn F1 để nhập tọa độ X. Nhấn F1 để nhập tọa độ Y. Nhấn Enter để chấp nhận. Nhấn F1 để nhập độ cao. Nhấn Enter để chấp nhận. Ở đây thì các bạn có thể nhập thêm điểm A4 và các điểm tiếp theo nữa. Làm tương tự. Ở đây thì mình làm hướng dẫn cho nên mình sẽ không nhập nữa, bởi vì để bớt thời gian cho các bạn, mình sẽ nhấn ESC để thoát ra ngoài. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn bước thứ hai, đó là thiết lập điểm trạm máy. Nhấn vào F1. Chúng ta sẽ list vào cái file, list để tìm cái file chúng ta đang làm việc. Thì ở đây nó sẽ tự động nhận cái file đang làm việc rồi. Cho nên chúng ta nhấn vào Enter. Chúng ta nhấn vào F1. Ở đây thì nếu như chúng ta nhập mới thì chúng ta nhấn vào F1 Input để nhập tên điểm. Nhưng mà chúng ta cho chúng ta đã vừa rồi chúng ta đã nhập tọa độ rồi, cho nên chúng ta phải nhấn vào F4 OCNEZ để list cái điểm đấy ra, gọi cái điểm đấy lên. Ta nhấn vào list. Đây thì chúng ta vừa nhập 3 điểm A1, A2, A3. Thì ví dụ như bây giờ mình cho A1 là điểm trạm máy thì mình nhấn Enter. Thì lập tức máy nó sẽ gọi cái điểm A1 lên đây cho mình. Ở dòng thứ hai thì ID tức là cái mô tả cái ghi chú của điểm A1 này.
chúng ta có thể bỏ qua hoặc chúng ta có thể nhập vào. Và xuống dòng thứ ba thì chúng ta sẽ, đây là giá trị độ cao của máy, chiều cao của máy, thì chúng ta nhấn vào input để chúng ta nhập chiều cao của máy. Chúng ta nhấn enter chấp nhận thì máy sẽ hỏi có đồng ý với cái chiều cao này không. Chúng ta nhấn giết. Như vậy là chúng ta đã xong điểm đặt máy. Bây giờ chúng ta sang bước, chúng ta sang điểm định hướng. Chúng ta nhấn vào F2. Thì ở đây các bạn có thể nhấn vào input để các bạn nhập điểm tầm máy. Nhưng do ở đây chúng ta trong file làm việc của chúng ta đã có tọa độ XIH của điểm này rồi, cho nên chúng ta nhấn vào F4 BS để gọi cái điểm đấy ra. Chúng ta nhấn vào delete. Ví dụ như điểm thứ hai, điểm A2 này chính là điểm tầm máy. Chúng ta có thể nhấn vào view để xem tọa độ. Trong trường hợp các bạn nhập nhiều điểm thì các bạn nhấn vào F2. Các bạn nhấn vào F1 thì nó sẽ list lên từng điểm, còn nhấn F2 là điểm cuối cùng. Rồi bây giờ nhấn vào F2. Xong rồi nhấn vào F3 đây thì các bạn thì có thể input đây, các bạn có thể nhập để tìm cái điểm mình cần. Các bạn nhấn enter thì lập tức máy sẽ gọi lên điểm A2 cho bạn. Bây giờ chúng ta nhấn enter để chấp nhận. Ở dòng thứ hai code thì cũng là mô tả của điểm, ghi chú của điểm. Ở dòng thứ ba tức là chiều cao của gương. Chúng ta nhấn F1 input để nhập chiều cao gương. Và nhấn enter. Bây giờ chúng ta sẽ quay máy ngắm về điểm định hướng, tức là quay máy ngắm về điểm A2. Sau khi quay máy ngắm chính xác vào vị trí, vào tâm gương, vào điểm rồi thì chúng ta nhấn vào F3. Ở đây có 3 chế độ đo là VH là đo không gương, còn đây là SD là đo khoảng cách, còn F3 này là đo theo tọa độ. Chúng ta nhấn vào F3. Rồi như vậy là chúng ta đã xong điểm tầm máy, điểm định hướng. Và bây giờ chúng ta nhấn vào F3 để đo chi tiết. Để đo chi tiết thì các bạn thông thường và các bạn phải nhập theo số để cho các cái điểm tiếp theo máy nó sẽ tự động nó nhận, nó nhảy. Các bạn nhấn vào input. Ví dụ ở đây mình sẽ nhập là 1. Mình nhấn enter. Cái dòng thứ hai này cũng là ghi chú mô tả của điểm các bạn có thể nhập có thể không. Cái dòng thứ ba này cũng là máy đề nghị cái chiều cao của gương. Nếu như các bạn đồng ý thì các bạn để nguyên, còn không thì các bạn nhấn input để các bạn sửa. Thì bây giờ máy đang ở chế độ mặc định là đo cái dấu sao này ở đâu thì máy sẽ mặc định vào cái đo của mình, cái cách đo của mình, tức là đo tọa độ hay là đo khoảng cách hay là đo bằng khâu gương. Thì bây giờ sang các cái điểm tiếp theo thì chúng ta tiến hành quay máy. Sang cái điểm tiếp theo chúng ta chỉ cần nhấn vào on nếu chúng ta muốn đo tọa độ. Rồi. Nếu các bạn muốn đo bằng cách đo góc cạnh thì nó sẽ có góc đứng với góc cạnh ngang và góc ngang, thì các bạn nhấn vào SD. Còn nếu như các bạn muốn trở lại đo bằng tọa độ thì các bạn phải nhấn vào mét, xong nhấn NEZ. Rồi thì ở đây máy tự động lên nhảy lên điểm thứ tư rồi. Bây giờ các bạn cứ tiếp tục quay ngắm sang gương khác, các cái vị trí địa vật, địa hình khác, các bạn cứ nhấn on thì nó sẽ đo bằng tọa độ. Rồi bây giờ như vậy là chúng ta đã đi xong bước thứ hai, đó là đo chi tiết các điểm gương bằng tọa độ. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển điểm ra thực địa. Bây giờ chúng ta nhấn vào ESC để thoát ra màn hình cơ bản. Chúng ta nhấn vào Layer F2. Chúng ta nhấn vào Delete để chọn cái file chúng ta đang làm việc.
Đây, cái file mình làm việc thì nó sẽ có cái biểu tượng như thế này. Ta nhấn vào Enter. Nhấn vào F3. Bây giờ các bạn nhấn một lít. Đây, ví dụ bây giờ mình đang đặt máy ở A1, đỉnh ngưỡng A2. Mình muốn chuyển sang điểm A3. Mình muốn chuyển chuyển điểm ra từ điểm A3 thì nhấn vào Enter để chấp nhận. Ở đây thì nếu như chiều cao gương của các bạn là 1.35 các bạn để nguyên, nếu không thì các bạn có thể input để các bạn sửa lại. Đây mình coi như đã chiều cao gương là đúng rồi, mình để nguyên, mình nhấn vào Enter. Ở đây thì máy sẽ ước lượng khoảng cách cho các bạn là 0.4 m. Các bạn nhấn vào Angle, nhấn vào F1. Ở đây các bạn quay máy khi nào giá trị DHR này về 0 chính là cái hướng của các bạn cần tìm. Ở đây thì do mình làm ví dụ cho nên mình sẽ không quay máy, cho nên cái giá trị của mình lúc nãy nhập là mình giữ nguyên rồi, cho nên nó sẽ bằng 0. Bây giờ sau khi điều khiển người đi gương giống theo máy có cho giá trị DHR này về 0, các bạn lập tức khóa máy lại và điều khiển người đi gương sang phải sang trái để cho chính xác cái vị trí của mình. Sau đó các bạn nhấn vào Edit F1 để đo khoảng cách. Các bạn đưa cái giá trị điều khiển người đi gương làm sao cho giá trị DHD về giá trị 0 thì ở đó chính là điểm các bạn cần tìm, chính là điểm các bạn cần chuyển từ bản vẽ ra thực địa. Nếu như các bạn muốn kiểm tra lại góc, các bạn có thể nhấn Angle F2. Thì đây giá trị DHR này đã nằm 0 rồi, chính xác rồi. Bây giờ các bạn có thể nhấn Delete để kiểm tra lại tiếp. Đây thì ở đây nó đang còn 7 cm, thì các bạn tiến hành, nếu như dương thì các bạn tiến hành lùi về máy 6 cm. Nếu như giá trị DHD này âm thì các bạn vào người đi gương lùi ra phía sau. Các bạn điều chỉnh người đi gương sao cho giá trị DHD này về 0 là chính xác. Đây các bạn có thể nhấn Next để chuyển các điểm khác. Đây ví dụ Next A4, Enter đó. Nhưng mà ở trong này điểm A4 của mình là chưa có tọa độ, cho nên nó sẽ không cho chúng ta lấy. Chúng ta sẽ có thể nhấn vào Delete tiếp tục các cái điểm khác. Ví dụ bây giờ mình lấy điểm 1, mình nhấn Enter. Đây nó cũng đề nghị chiều cao gương 1.35, chúng ta nhấn Enter. Đây nó cũng có cái giá trị khoảng cách ước lượng. Bây giờ chúng ta nhấn vào F1. Thì đây lúc nãy giờ mình đang để máy nguyên một chỗ, cho nên là cái giá trị DHR này sẽ đúng, nó sẽ chính xác. Bây giờ các bạn nhấn tiếp tục, nhấn Delete. Rồi thì giá trị DHD này bằng 0 hoặc bằng 0.01 là chính xác rồi. Nếu như các bạn muốn lấy các cái điểm khác ở trong file, các bạn có thể nhấn ESC, nhấn vào F3. Các bạn có thể nhấn vào Delete. Nhấn vào tiếp tục, nhấn vào F2. Nhấn vào F3. Đây các bạn sẽ gọi điểm, nhấn vào F1. Ví dụ như bây giờ mình tìm điểm số 5 thì mình nhấn vào 5, xong mình nhấn Enter. Ở trong file này mình chưa có điểm số 5, cho nên bây giờ mình sẽ nhập điểm khác đi, nhập ví dụ như điểm 3 đi. Nhấn Enter thì lập tức máy sẽ gọi lên cho các bạn điểm số 3. Các bạn nhấn ESC. Đây máy mũi tên chỉ vào đây, thì là điểm số 3. Chúng ta nhấn vào Enter. Đây máy cũng đề nghị là chiều cao gương 1.35, chúng ta nhấn vào Enter nếu như chiều cao gương không thay đổi. Rồi chúng ta nhấn vào F1. Thế đây giá trị DHR do mình đang để máy nguyên cho nên nó sẽ đúng, nó sẽ chính xác. Trường hợp cái tọa độ này khác thay đổi thì các bạn cứ điều chỉnh làm sao cho giá trị DHR này về 0, khóa máy lại và điều khiển người đi gương cho vào chính xác với ống kính vào dây chỉ của mình. Ta nhấn vào F1. Tiếp tục các bạn nên điều chỉnh cho giá trị DHD này về 0 là chính xác. Rồi ok, như vậy là trong video này mình đã hướng dẫn các bạn 3 bước, đó là bước nhập tọa độ XYH vào máy toàn đạc điện tử. Và bước thứ hai là thiết lập trạm máy, thiết lập điểm định hướng và cách đo vẽ chi tiết bằng tọa độ. Bước thứ ba là cách
chuyển điểm từ bản vẽ ra thực địa. Cảm ơn các bạn đã xem video.